chiều ngày 31 tháng 1, Văn phòng Trung ương Đảng đã ra thông cáo cho biết, tại hội nghị Trung ương bất thường vào sáng ngày 31 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo Ban chấp hành Trung ương, ông Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng trên cương vị Bí thư Ban Các sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Trước đó vào cuối tháng 12 năm 2023, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng trong quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các vi phạm xảy ra trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, thực hiện quy hoạch điện bảy điều chỉnh, tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá, lập thẩm định phê duyệt tổ chức đấu thầu thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc. Hàng loạt cán bộ cấp cao cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm này, trong đó có ông Trần Tuấn Anh. Nhiều cán bộ liên quan bị xử lý, trong đó có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị khiển trách. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt và khai trừ đảng. Ông Trần Tuấn Anh sinh năm 1964 là tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao, quê tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là ủy viên trung ương các khóa 12, 13, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông từng là chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chuyên viên vụ kinh tế đối ngoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp Bộ Công nghiệp phó vụ trưởng rồi quyền vụ trưởng, vụ trưởng Tổng hợp Kinh tế. Sau thời gian làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Mỹ, ông về nước và được điều động giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Cần Thơ trong 2 năm. Ông Trần Tuấn Anh có 6 năm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 4 năm 2016 trong 5 năm. Tháng 2 năm 2021, ông Trần Tuấn Anh được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đảm nhiệm cương vị này đến nay. Ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm, trong đó có nguyên phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, ban bí thư kỷ luật khai trừ đảng ông Hoàng Quốc Vượng, ông Đỗ Thắng Hải. Ngày 27 tháng 1, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lọc lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục. Các vi phạm dẫn đến nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền tài sản của nhà nước, của nhà đầu tư, người tiêu dùng, lãng phí nguồn lực xã hội để xảy ra các vụ án hình sự tại bộ, nhiều cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, kỷ luật đảng, hành chính, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục. Nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền tài sản nhà nước của nhà đầu tư, người tiêu dùng, lãng phí nguồn lực xã hội để xảy ra các vụ án hình sự tại bộ, nhiều cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự, kỷ luật đảng, hành chính, gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021-2026 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, không thực hiện chỉ đạo quyết định của cấp có thẩm quyền thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc vi phạm quy định của bộ chính trị ban hành nghị quyết của ban cán sự đảng vi phạm quy chế làm việc thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị và thủ tướng chính phủ để xảy ra vụ án hình sự tại bộ nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật trong đó có thành viên ban cán sự đảng thứ trưởng bị khởi tố bắt tạm giam Ông Trịnh Đình Dũng khi giữ công vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Mai Tiến Dũng khi giữ công vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, chính phủ, bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Hoàng Quốc Vượng khi giữ cương vị ủy viên ban cán sự Đảng, bí thư đảng ủy Bộ Công Thương, thứ trưởng Bộ Công Thương đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền và tài sản nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021-2026 quyết định thi hành kỷ luật. Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách các ông Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng, khai trừ ra khỏi Đảng các ông Đỗ Thắng Hải, Hoàng Quốc Vượng. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật Đảng vi phạm của một số tổ chức đảng đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ tỉnh An Giang, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc, Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các dự án gói thầu của công ty aic gây hậu quả nghiêm trọng gây thất thoát nguy cơ thất thoát và lãng phí gần sách nhà nước để nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh cán bộ một số sở ngành đơn vị bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự các ông nguyễn nhân chiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn tử quỳnh nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn tiến nhường nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn hạnh trung phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh bắc ninh nguyễn lương thành nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trần Đức Quận, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trần Văn Hiệp, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự Đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Nguyễn Thành Bình, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự Đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trần Anh Thư, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của các ông nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của cấp ủy, tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm Bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, thi hành kỷ luật khiển trách các ông Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và báo cáo đề nghị ban chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Đỗ Thắng Hải, Hoàng Quốc Vượng, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Trung, Nguyễn Lương Thành, Nguyễn Thế Nghĩa, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư.